Hello, chào mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi mua tranh cát trực tiếp cho một bạn đã chuyển khoản cho mình. Thì bây giờ là mình giới thiệu sơ lược luôn những tranh cát bao gồm những thứ như sau. Thứ nhất là cái tấm khổ size lớn nhất. Nó có giá là dao động từ 60 tới 65 ngàn, là 40m2. Đây. Rồi tấm size nhỏ hơn á thì nó cũng là 40 nhưng mà nó dài là khoảng 1m. Mà hiện giờ là cái size này số lượng còn ít. Nó chỉ có giá là 50 ngàn. Rồi cái tấm size nhỏ hơn là cái này là chắc khoảng là 30 60. Tấm này có giá là 45 ngàn. Rồi đây là cái bộ, còn một bộ là Phúc Lộc Thọ, với còn hai bộ chữ Phúc Lộc Thọ luôn. Cái bộ chữ lồng với hình mấy ông Phúc Lộc Thọ này là có giá 100 ngàn. Còn cái bộ mà chỉ có chữ thôi là có giá 80 ngàn. Còn đây là những cái gọi là cái giòm tủ, cái giòm mà dùng để làm tủ kiến, tủ quần áo á. Đây, cái này là dao động từ 20 tới 25, từ 25 tới 30 ngàn. Tại vì cái chỗ này là người ta ghi giá làm sao thì mình lấy lại vậy, chứ mình không có thêm bớt gì cả. Đây là những tấm tranh, tấm tranh size nhỏ. Kích thước nó tầm khoảng là 20 40. Nó có giá là từ 25 tới 30 ngàn một tấm. Còn đây là những tấm nhỏ hơn, kích thước đầu khoảng là 15 tới 30. Có giá là 25 ngàn một tấm. Có những tấm là 20 ngàn một tấm nữa. Đây là những cái gọi là cái gì mà ở dưới chân có cái tủ kiến quần áo, hay là mình muốn làm cái gì cũng được, mình muốn làm gì cũng được. Có thể mình cái cầm mình quay đứng cũng được nữa. Này có giá là 15 ngàn, có tấm 17 ngàn. Thì người ta ghi sao thì mình lấy vậy, nữa là người ta tính tiền thì mình thì bao nhiêu thì bên cần mua trả thôi, chứ mình không có lấy thêm nữa. Tại vì mình đã lấy cái này là mình đi lấy tiền công, tiền lựa với tiền ship, gửi lại là mình lấy 500 ngàn rồi, là cái đó là phần trọn của mình. Còn phần còn lại là mua bao nhiêu thì tính tiền bao nhiêu thôi. Đây là những cái góc này là có giá là 15 ngàn. Đây là những cái tấm có chữ Phúc Lộc Thọ, chữ không à. Còn ít một ít tấm là cái hình cái hoa văn này, nó cũng có giá 15 ngàn. Rồi đây là những tấm diềm dài của cái bên cánh tủ mà quần áo, mà cái cánh kiến mình thổi á, hay là mình thổi muốn thổi cái diềm gì cũng được á, là nhiều lắm. Cái này có giá là 17 ngàn. Rồi hình thức mua là các bạn ai mà cần mua thì trước tiên khi mình sẽ cho số điện thoại Zalo của mình là 0908 911 741 0908 911 741. Rồi trước tiên các bạn liên hệ số đó, rồi kết bạn Zalo xong rồi mình rồi nếu mà các bạn thật sự muốn mua thì bắt buộc là các bạn phải chuyển khoản cho mình trước một cái số tiền bằng với số tiền mình công mình, đó là mình chuyển khoản trước 500 ngàn. Khi đi tới nơi mình sẽ quay phim trực tiếp như vậy nè, quay phim trực tiếp những mẫu bạn mình sẽ lật từng mẫu cho bạn lựa, mấy bạn nào lần mẫu nào ok lấy, không ok bỏ qua bên. Rồi tới khi xong rồi thì mình sẽ tính tiền những mẫu đó, bác các bạn lấy bao nhiêu và tính tiền, lúc đó các bạn phải chuyển khoản hết phần còn lại. Cái này là mình nói chung là mình không phải là trực tiếp là mình nhập hàng này về kinh doanh, mà mình chỉ là giống như là các bạn mướn mình đi mua, mà vậy là mình không có nhận là ship siêu đi hay gì hết. Là cứ việc là nếu mà tin tưởng chuyển khoản đầy đủ thì mình mua rồi mình gửi lại đầy đầy đủ vậy thôi.
còn miễn mà sợ lừa gạt hay gì đó thì cứ việc đi tìm, đi tự tự đi tìm mà mua đi nha. Tại vì có một số bạn mình phải nhận trước 500.000 tiền chuyến đi, tại vì có một số bạn khi lựa tới nơi mình lựa rồi, rồi bây giờ bắt đầu là có ý định không lấy, rồi không lấy nữa, không lấy nhưng mà mình cũng chưa thanh toán nữa, bây giờ mình vẫn còn bỏ lại ở đây thì làm vậy thì mất công mình nữa. Bởi vậy là nếu mà các bạn nào trong nghề đó mà cần tranh cát á, thì muốn mà kiếm những chỗ khác mà kiếm không có rồi liên hệ tới mình á, thì mua là hình thức mua vậy đó. Trước khi mua thì mình phải chuyển khoản cho mình là 500.000 này cho mình đi tới nơi, xong đó rồi mình sẽ quay phim trực tiếp Zalo như vậy nè, mình sẽ gọi trực tiếp qua Zalo hình ảnh vậy nè cho mấy bạn tự ý lựa chọn. Còn những bạn nào tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình mà nói mua cái combo đó bao nhiêu, khoảng bao nhiêu tiền đủ cho tất cả các loại tủ, là như cái combo mà đủ cho tất cả các loại tủ là độ khoảng 1,5 triệu là sẽ đủ cho tất cả các loại tủ, thì mình sẽ tới nơi sẽ mình lựa cho hợp lý, có đầy đủ mẫu cho các bạn xài thôi. Còn nếu mà mình muốn tự lựa thì mình sẽ gọi điện Zalo trực tiếp rồi các bạn lựa. Thôi chào các anh chị các bạn đó, bắt đầu bây giờ là bắt đầu mình sẽ gọi điện cho cái một vị khách hàng các bạn đã chuyển khoản cho mình trước số tiền mình đi lựa đang cho bạn các bạn đó lựa. Rồi mình thì nếu mà ai tin tưởng thì cứ chuyển khoản, còn không tin tưởng thì cứ tự đi mua, chứ sợ lừa gạt thì tự đi mua là chắc ăn nhất, sẽ không bao giờ bị lừa gạt. Ok, chào tạm biệt các anh chị các bạn đó.